Trung Quốc tìm cách xoa dịu các quan ngại về ảnh hưởng ngày càng tăng của Bắc Kinh ở Biển Đông với tuyên bố rằng không có gì mất an ninh và không có hạn chế nào về quyền tự do hàng hải trong khu vực. Truyền thông Ấn Độ ngày 16 tháng 3 dẫn phát biểu của Đại sứ Trung Quốc Lạc Ngọc Thành cuối tuần qua, khẳng định hơn bất kỳ nước nào khác, Bắc Kinh rất quan tâm tới việc bảo đảm an ninh Biển Đông vì 70% hàng hóa Trung Quốc lưu thông qua vùng biển này. Phản hồi về việc tuyên bố chung giữa Washington và New Delhi nhân chuyến thăm của Tổng thống Hoa Kỳ tới Ấn Độ đầu năm nay có đề cập tới tranh chấp Biển Đông. Đại sứ Lạc nói Trung Quốc có lưu ý tới tuyên bố này và nhấn mạnh rằng Biển Đông vẫn ổn định và an toàn, không có chuyện gì xảy ra. Quan hệ giữa Trung Quốc với Việt Nam đang trở nên gay gắt vì tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông và các động thái không ngừng lấn lướt của Bắc Kinh. Ấn Độ có lợi ích thương mại chiến lược ở khu vực và đã phớt lờ các chỉ trích của Trung Quốc về hoạt động hợp tác thăm dò dầu khí với Việt Nam tại đây, giữa lúc Hà Nội đang thúc đẩy sự tham gia nhiều hơn nữa của Ấn trong các dự án dầu khí. New Delhi khẳng định ủng hộ quyền tự do hàng hải và quyền tự do tiếp cận các nguồn tài nguyên ở Biển Đông theo các quy định của luật lệ quốc tế, kể cả Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982.